Sở Y tế thành phố Thượng Hải đã yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra và theo dõi các trường hợp đang bị nhiễm bệnh đường hô hấp và tìm hiểu cơ chế lây nhiễm virus H7N9. Lo ngại trước tình hình dịch cúm, Đài Loan cũng đã yêu cầu các du khách đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau phải kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết không có dấu hiệu lây nhiễm từ người sang người đối với 2 ca tử vong tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ này là vẫn hiện hữu. Hiện tại thế giới chưa có vaccine chống virus cúm gia cầm H7N9.